đèn năng lượng.net xin kính chào quý khách. Thì chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng đèn năng lượng như đèn pha, đèn đường, đèn trụ cổng, đèn sân vườn sử dụng năng lượng mặt trời. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quý khách một mẫu đèn đường cao cấp mang thương hiệu Rolex với công suất là 30W. Thì tôi xin mở cái thùng sản phẩm này ra để giới thiệu chi tiết với mọi người. Đây là tất cả những chi tiết của sản phẩm này. Thì sản phẩm này gồm có một tấm pin, một chiếc đèn như thế này, tay cầm để bắt đèn và các bát để bắt đèn và tấm pin. Thì đầu tiên thì tôi xin giới thiệu đến mọi người về chi tiết chiếc đèn này. Thì chiếc đèn có một thiết kế rất là đẹp mắt. Chiếc đèn hoàn toàn màu trắng và vỏ đèn được đúc hoàn toàn bằng nhôm và một chiếc kính cường lực ở phía trước rất là an toàn và chắc chắn. Thì ngoài ra thì vỏ ngoài còn được sơn một lớp sơn tĩnh điện. Và đây là các thanh tản nhiệt của chiếc đèn này sẽ giúp cho đèn tản nhiệt rất là tốt, bảo vệ cho pin và chip LED của đèn ở bên trong. Thì với thiết kế như thế này thì chúng ta có thể tháo rời cái chiếc đèn này ra để mà thay thế các linh kiện ở bên trong như là pin của đèn hoặc là cái chip LED khi gặp cái tình trạng hư hỏng sau một thời gian sử dụng thì chúng ta có thể tháo rời ra và thay thế. Và đây là mặt trước của đèn, các chip LED của đèn. Và chiếc đèn này thì có chỉ số IP là 65. Thì đây là một chỉ số chống nước tiêu chuẩn dành cho các loại đèn sử dụng ở ngoài đường có thể chống nước một cách hiệu quả. Đây là tấm pin để sử dụng cho mẫu đèn này. Thì đây là một tấm pin mono, khác với các loại pin poly thông thường chỉ có thể hoạt động ở những nơi có nền nhiệt độ cao, thì tấm pin này vẫn có thể sạc tốt cho chiếc đèn này vào những ngày trời mưa gió hoặc là thiếu ánh nắng. Thì phía sau tấm pin có ghi đầy đủ các thông tin của tấm pin này, các thông số của tấm pin này như là 18W và 10V. Và đây là tay cầm và các bát dùng để gắn đèn. Thì tay cầm và các bát này được làm bằng sắt rất là chắc chắn và nó có độ dày tới 3 ly, và lớp ngoài thì được sơn một lớp sơn tĩnh điện. Thì cái việc lắp đặt chiếc đèn này cũng rất là đơn giản. Quý khách có thể lắp đặt chiếc đèn này vào những trụ cột nhỏ và sau đó cố định nó lại bằng chiếc ốp này như thế này, hoặc là có thể quý khách có thể gắn trực tiếp chiếc đèn này vào tường và sau đó dùng ốc vít để cố định nó lại. Thì chiếc bát nhỏ này chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào tay cầm của đèn.
Còn chiếc bát lớn này thì chúng ta sẽ gắn vào tấm pin của đèn như thế này. Sau khi đã cố định lại thì chúng ta sẽ gắn chiếc bát này vào đây. Thì với thiết kế như thế này, chúng ta có thể di chuyển, điều chỉnh cái hướng của tấm pin để tấm pin có thể đón được một ánh nắng tốt nhất. Sau đây thì mình xin hướng dẫn cái cách thức hoạt động của chiếc đèn này. Thì chiếc đèn này chỉ có một chế độ hoạt động, đó là hoạt động nhờ chế độ cảm biến ánh sáng. Thì để kích hoạt chế độ này thì chúng ta cần kết nối dây dẫn của đèn và dây sạc của tấm pin lại với nhau. Thì khi đã kích hoạt chế độ này thì vào ban đêm đèn sẽ tự động bật sáng, và ban ngày thì đèn cũng sẽ tự động tắt. Và vì bây giờ đang là ban ngày cho nên là đèn sẽ tắt. Bây giờ tôi sẽ úp tấm pin này lại. Khi không nhận được ánh sáng thì đèn sẽ hiểu đây đang là trời tối, thì chiếc đèn sẽ tự động bật sáng như thế này. Và ban ngày thì đèn sẽ tự động tắt. Thì như quý khách đã thấy, chiếc đèn này chỉ có công suất là 30W nhưng có ánh sáng rất là cao. Thì đây là một chiếc đèn có công suất thực, tức là đèn sẽ sáng đúng với công suất được ghi ở trên đèn, không giống như các loại đèn ở trên thị trường hiện nay chỉ có thể chiếu sáng được từ 20 đến 30% công suất. Thì chiếc đèn 30W này có ánh sáng tương đương với các loại đèn 100W có trên thị trường hiện nay. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý khách một mẫu đèn đường cao cấp mang thương hiệu Rolex với công suất là 30W. Thì đây là một mẫu đèn có công suất thực với cấu tạo chắc chắn và rất đẹp mắt. Thì quý khách có nhu cầu sử dụng thì hãy truy cập vào website đèn-năng-lượng.net hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở các video kế tiếp.